Ông Đỗ Công Đương, một người làm truyền thông độc lập, mới bị một tòa án ở tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt 4 năm tù vì gây rối trật tự công cộng. Luật sư bào chữa Hà Huy Sơn cho VA biết, cũng bị xét xử trong phiên tòa sơ thẩm hôm 17 tháng 9 về cùng tội danh với ông Đương, còn có các bị cáo Lê Thị Thanh Nga, Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Văn Vui. Ba người dân không phải là các nhà hoạt động này phải chịu các mức án lần lượt là 3 năm, 2 năm 4 tháng và 2 năm rưỡi. Thông tin tóm tắt về vụ án được đưa ra tại tòa cho hay, vào ngày 21 tháng 1, ông Đương, 54 tuổi, đã ghi hình một cuộc cưỡng chế đất ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ông và ba người dân phản đối cuộc cưỡng chế bị nhà chức trách bắt trong cùng ngày. Người dân đã phản đối vì theo lý giải trong bản tóm tắt vụ án do luật sư Sơn lập ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định thu hồi đất trái thẩm quyền và trái luật. Vị luật sư bào chữa nói với VA rằng thân chủ của ông không phạm tội. Cái hành vi của ông chỉ là cái việc ông đi chụp ảnh, giám sát cái việc là cơ quan công quyền thực hiện cái thu hồi đất thôi. Nhưng ông ấy không có chống lại người thi hành công vụ hoặc là ông ấy không có đồng phạm với ai cả để mà gọi là gây rối trật tự công cộng. Và tôi cũng tại tòa tôi nói rằng là cơ quan điều tra không có cái bằng chứng chứng minh cái hành vi đó của ông Đương. Luật sư cho biết thêm, những người thuộc phía chính quyền lập luận về bản án dành cho ông Đương không chỉ căn cứ vào hành vi xảy ra vào ngày hôm đó, mà còn vì họ cho rằng trước đây ông Đương hay lên Facebook nói về việc thu hồi đất gây ảnh hưởng đến nhận thức của người dân. Với cách lập luận như vậy, phía chính quyền cho rằng ông ấy đóng vai trò chính trong vụ án, theo lời thuật lại của luật sư Sơn tại phiên tòa. Giới hoạt động chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho thấy, trong vòng ít nhất từ tháng 1 năm 2017 đến nay, ông Đương đã sử dụng Facebook và một số trang mạng khác để nói về những sai phạm trong lĩnh vực đất đai, nhất là ở thị xã Từ Sơn.